Hello, xin chào cả nhà và bạn nha. Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại cả nhà và bạn trong video ngày hôm nay của mình nha. Rồi, hôm nay mình lại đi thăm bãi sóc nữa cả nhà. Mình vừa lội lên tới chỗ cả nhà. Trời hôm nay lại không còn nắng cả nhà. Trời hôm nay lại buồn nữa rồi. Gần Tết rồi. Đi thăm bãi sóc kiểu mà bạn lại tiền tiêu Tết mà kiểu này là thua. Đây. Đầu video mình xin chúc cho tất cả cô dì chú bác cùng anh bạn bè, anh em bạn bè đồng nghiệp gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Rồi để mình quay camera lại review đồ ngày hôm nay đi thăm bãi sóc cả nhà. Đó. Đồ ngày thăm bãi sóc hôm nay cũng như mọi hôm cả nhà. Đây. Bao lưới. Bỏ lại chuối khô đây nha. Chuối đang 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 đó. Rồi bây giờ thôi cả nhà. Trời chán trời được chứ, sáng âm u giờ này gần 9 giờ sáng rồi cả nhà mà trời vẫn âm u vậy đó, không còn nặng nữa. Để mình tạm ấp máy rồi đến cái bài đầu tiên mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem video có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng các bạn xem video giải trí cho vui nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi, cái đầu tiên mình ở đây luôn cả nhà. Mình nhìn vô thấy không sọc rồi cả nhà. Chuối con luôn rồi nha. Rồi, để mình ọp máy đến cái tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Ở đây mình còn cái luôn rồi nha. Rồi, từ xa mình thấy nó sập. Dính chuột rồi cả nhà. Chuột. Một em chuột rồi cả nhà. À, để em đọc máy thả xuống ra ngoài bắt cả nhà. Đây, mình thả em chuột này ra cả nhà. Mình phải cột giống dây cho nó khỏi khỏi cắn cả nhà. Đây, để đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Ở đây mình còn cái cả nhà. Nãy giờ mình thăm mấy cái mà không có cả nhà. Ngay sóc không có chạy bao nhiêu cả nhà. Rồi, từ xa mình thấy sập rồi cả nhà. Nhìn em sóc đất nữa rồi. Đã phê nhà thấy không đã không? Đó. À, để mình ọp máy thả xuống ra ngoài bắt nữa cả nhà. À, mình thả em nó xuống cả nhà ơi, bự đã cả nhà. À, mình bắt ra cả nhà. Cô không cả nhà ơi, bỏ vô cho đỡ nhảy cả nhà. Cái này ở đây là sậy hai lần rồi cả nhà, hai lần trước vì cận nhánh tre cả nhà thì nó không sậy dùng được. Để mình ọp máy ra lại cái bài đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Ở đây mình còn cái nữa cả nhà. Từ xa mình thấy nó sập cả nhà ơi, như con chuột cái gì cả nhà ơi. Con chuột chuột. Để nọp máy thả xuống ra ngoài bắt luôn rồi nha. Đây, thả xuống rồi nha, bắt luôn rồi nha.
một con, bây giờ thêm con nữa là con thứ hai các bạn à, nó ra rồi nha. À, để mình đọc máy mình ra là cái bài để cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Tiếp tục cả nhà, đây mình còn cái cả nhà. Rồi chuột nữa cả nhà ơi. Ui là trời. Sao nó chuột nhiều vậy ta? À, để nọt máy điện thoại xuống bắt luôn cả nhà. À, bắt em nó ra cả nhà. Đây, à, để nọt máy mình gà lại cái bài để cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. À, ở đây mình còn cái nữa cả nhà. Đây, mình thấy nó sập rồi cả nhà. Em sắp ngang rồi cả nhà. À, à, để nó mà em tháo xuống ra ngoài bắt luôn cả nhà. Tháo xuống cả nhà. À, à, để em bắt nó ra luôn cả nhà. Đây, sắp ngang đây. Đây, để mình ọp máy ra lại cái bẫy đến cả tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Này, chắc bể đâu nữa cả nhà. Rồi, trong này mình còn cái luôn cả nhà. Rồi, từ xa mình thấy nó sập rồi cả nhà. Rồi, ăn sóc đất nữa cả nhà. Đã, sao bắt bự cả nhà ơi. Đó, nhà thấy không? Mày thả xuống ra ngoài bắt luôn cả nhà. À, mình thả em nó xuống cả nhà. À, mập ú lông mượt mượt luôn. Đây, mình bắt nó ra cả nhà. À, để mình đọc máy ra là cái bẫy đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. À, cả nhà mình mới thăm xong cái bẫy cuối cùng mà không có cả nhà ơi. Mấy chỗ này giờ gần Tết rồi cả nhà, mình làm biển dời bẫy thì chỗ này mình đặt lâu quá là bây giờ chắc mà ít chạy cả nhà, vì bể bể rồi cái gì á, cho nên vẫn chạy nha cả nhà, nhưng mà chạy chậm chạy yếu lắm cả nhà ơi. Đấy, gần Tết rồi cả nhà, mình định chuyện này chuyện nữa hay mình sẽ gom bẫy về nghỉ Tết
Đây, qua tệ mình đặt lại, mình tìm điểm khác mình đặt lại rồi nha. Còn mấy điểm này đặt lâu quá rồi nè, hết sốc rồi nha. Đây, nhưng mà cũng được rồi nha, kết quả hôm nay rồi nha, ba con sóc rồi nha, ba con sóc, ba con sóc với ba em chuột. Đó. Chuột sóc, sóc chuột. Đó. Video mình cũng xin kết thúc tại đây cả nhà. Cả nhà xem video của yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau nha.